Chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Đây nhá. Thì hôm nay mình sẽ có một dịp đi lên thành Nhà Mạc, thì mình sẽ làm một cái clip mình giới thiệu cho mọi người về cái thành Nhà Mạc. Kìa cái núi Tô Thị nhá. Ở đây thì mình sẽ nhìn thấy một cái hình ảnh nó bị một số cái cành cây hay là bụi cây nó chắn rồi. Lần nữa mình sẽ đi lên trên đấy, mình sẽ đến tận nơi mình giới thiệu cái nàng Tô Thị cho mọi người nhá. Đây này, ở đây là đường Tô Thị nhá. Đây rồi nha, bây giờ mình sẽ đi lên thành Nhà Mạc. Đây này, đây là cái đường đi lên trên thành Nhà Mạc nhá. Thành Nhà Mạc thì nó thuộc phường Tam Thanh, thuộc thành phố Lạng Sơn. Đây này, bây giờ đi đến đây thì chúng ta sẽ thấy một cái biển biển giới thiệu về nàng Tô Thị và thành Nhà Mạc. Đây này, đây có điểm du lịch địa phương, thì ở đây thì họ có nói chi tiết, khá là chi tiết về nàng Tô Thị và thành Nhà Mạc. Nàng Tô Thị và thành Nhà Mạc là nằm trong một quần thể di tích thắng cảnh nhị Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc. Thành Nhà Mạc Lạng Sơn là một căn cứ quân sự quan trọng được xây dựng vào những năm cuối thế kỷ thứ 16 đến giữa thế kỷ thứ 17. Đây, họ giới thiệu cũng khá là chi tiết. Thì bây giờ mình sẽ đi lên trên nhá. Đây nhá, đây cái đường lên trên thành nhá. Đây rồi. Mình sẽ đi lên trên. Đây, có các em đi chơi. Cái bậc này thì bậc đi lên trên cổng thành này khoảng tầm 100, khoảng 100 bậc này. Đây này, những cái lan can bên này thì có được làm bằng xi măng. Bậc này thì bằng đá. Cái thành Nhà Mạc thì đã được vào năm 2010 thì đã được đầu tư, tôn tạo phục vụ cho du khách đi tham quan, và đã tôn tạo vào năm 2010 rồi. Đây này, phía trước mọi người, đây là cái thành Nhà Mạc nhá, cái thành cổ của thời xưa đấy. Nhưng mà như theo mình nhìn thấy thì cũng khá là nhiều cái chỗ đã được tôn tạo. Đây, nó chạy dài hẳn sang bên kia nhá. Kìa có biển thành Nhà Mạc kìa. Nhưng mà bây giờ chỗ này rộng quá. Thành Nhà Mạc ở Lạng Sơn này khá chắc khoảng tầm 2 năm rồi. Khách du lịch đến đây rất là ít, gần như là không có luôn. Đây này, chỗ này đã được tôn tạo. Đây là cái này, những cái này là của thời xưa đấy, nó còn đen này. Kìa, chạy dài lên tận tít trên nhá. Đấy, đây, bên này là núi Tô Thị nhá. Đây là cái đỉnh núi này, núi Tô Thị, có nàng Tô Thị bồng con hóa đá ở bên này. Đấy nhá, bây giờ thì hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở phía trước của cổng thành Nhà Mạc. Đây này, cái cổng này nhá. Cái thành này thì nó được xây bằng đá này, những cái khối đá này. Cái khối đá rất là to. Thì cái bề rộng này, đây tức là cái bề rộng này, nó khoảng tầm 1 mét. Thì bây giờ cái thành này nó còn có 2 đoạn thôi. Có 2 đoạn thì nó còn khoảng tầm 300 mét. Thì bên này có một cái đoạn tường thành này. Ở bên kia. Lát bên kia là mình sẽ đi sang, mình giới thiệu cho mọi người về cái đoạn thành bên kia nữa. Thôi bây giờ mình sẽ đi vào trong và lên núi Tô Thị, giới thiệu cho mọi người về cái núi Tô Thị luôn. Cái khu thắng cảnh của thành Nhà Mạc này khá là rộng. Ở trên này là một cái bãi đất trống rộng, và bao quanh của nó là những cái đỉnh núi cao tầm khoảng là chắc khoảng hơn chục mét. Đây này, bên đây một cái đỉnh núi nhá.
Đấy, xa xa mọi người nhìn thấy một cái đỉnh núi này. Đấy, một cái đỉnh núi nhá. Chờ, bên kia có mấy cái đỉnh núi luôn. Đấy, bên này này, bên này cái dải này là dải núi Tô Thị nhá. Đây này. Một lát nữa mình sẽ đi lên cái đường này đến núi Tô Thị và giới thiệu núi Tô Thị cho mọi người. Ở đây có cái nàng Tô Thị ở đây. Đây này, ở đây nó có cái biển. Biển có giới thiệu về thành nhà Mạc của Lạng Sơn. Đây nhá. Đây là thành nhà Mạc Lạng Sơn đây. Đây nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi lên trên kia nhá, về lên trên núi Tô Thị trước. Nắng quá hôm nay. Thời tiết rất là nắng. Vâng, đi từ bên kia. Bây giờ mình sẽ đi lên đằng hướng núi Tô Thị. Đây, đường ở bên này thì họ cũng chưa làm đường. Nó chỉ là cái đường tự, tức là người ta gọi là đường dân sinh ấy. Mình đi nhiều thì nó thành như thế này. Ở bên này thì cũng nhìn xuống dưới cũng khá, nhìn xuống bên phía Tam Thanh cũng rất là đẹp. Khá lâu rồi mình cũng không đi lên hướng núi Tô Thị này. Đây này, bên dưới mình đã nhìn thấy những cánh đồng lúa rồi. Wow, đến rồi nhá. Hôm nay thời tiết nắng quá nên là đây rồi. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở trên chỗ nàng Tô Thị. Đây là nàng Tô Thị nhá. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở đây, phía sau đây là nàng Tô Thị ấy. Đấy. Thì nàng Tô Thị này nó gắn liền với một cái câu chuyện là nàng Tô Thị đứng bông con và chờ chồng đi đánh giặc phương Bắc trở về. Mà chờ mãi thì không thấy chồng về, thì hai mẹ con đã dưới thì một loạt những cái cánh đồng nhìn bao la, nhìn rất là đẹp. Trên này có selfie một hai kiểu thì cũng khá là đẹp đấy. Đây kìa, đây là thuộc phường Tam Thanh. Đây là cánh đồng phía xa xa ấy nhé. Xa xa mọi người nhìn thấy kìa. Đấy, bên kia thì nó là thành phố Lạng Sơn nhá. Đấy, bên đấy thành phố Lạng Sơn. Bây giờ mình sẽ sang bên kia, mình giới thiệu em các bạn về cái đoạn thành thứ hai. Đây rồi nha, đây là cái đoạn thành thứ hai. Thì ở đây cũng có họ cũng có xây dựng một cái đoạn đường để chúng ta đi xuống. Cái đoạn thành thứ hai bên này thì mình cảm giác như là nó lưu giữ được tốt hơn hay sao ấy. Cái đoạn bên trên kìa. Ở đây thì nhìn thấy cũng họ cũng tôn tạo sửa lại khá là nhiều rồi. Đây này, tiếp trên này nhá. Đấy. Thì như bên kia mình cũng có nói rồi, thì những cái thành này thì nó xây dựng bằng những cái khối đá lớn. Nhưng mà bên này thì nó không có cái đường đi xuống đâu, nó chỉ có một cái cổng này thôi. Cổng này nhưng mà ra thì bên dưới thì nó là rậm rạp hết rồi, không có đường, rất là ít người đi lại. Đây này, anh nhỉ, bây giờ này, mình đi vào đây này. Đấy, bên ngoài thì cây cối um tùm hết rồi. Đấy, đây chỗ này có tôn tạo lại, cái này mình thấy tôn tạo lại khá là nhiều. Đây này, những chỗ này này đã có. Đấy. Còn bên trên kia chắc là mình thấy còn nguyên của cái thời xưa. Đấy. Chạy dài lên trên này. Và cái này chạy lên trên này. Mình đang ở cái khu, chắc là phải gọi là trung tâm của thành nhà Mạc. Đây này, đây là bên cạnh có hai con rồng. Phía trên thì gọi là chắc là cái thác nước ấy, nhưng mà lâu lắm rồi không thấy phun nước rồi. Bên dưới kia, hệ thống bên dưới kia thì
cũng là những cái chỗ để cho mọi người nghỉ chân hay là đi thể dục. Và sang đến tầm khoảng 2 năm nay rồi, trên này rất ít khách du lịch đến đây, gần như chỉ có những người dân ở đây họ đi thể dục thôi đây nhá. Bên dưới này cũng khá là mát về buổi chiều. Có những cái cây, cây dừa đi dạo thì cũng khá là thích. Đấy, và phía xa xa kia một chút nhé, xa xa kia một chút thì cũng có một cái đường. Đấy, chỗ tay mình chỉ là cũng có một cái đường, đường ấy đi lên trên thành nhà Mạc này. Thì cái cổng thành nhà Mạc ở bên kia thì mình đã giới thiệu. Và ở đây nó có ba cái đỉnh núi để mình có thể leo lên trên này mình ngắm cảnh. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống và mình sẽ leo cái đỉnh núi đầu tiên. Đây, mình lên đỉnh núi bên mé này trước nhá. Mình sẽ đi đây nhá. Đây là cái đỉnh núi đầu tiên. Thì mình sẽ đi lên trên này trước. Đây, đi lên ở trên này thì cũng làm những cái, mặt trời nó hơi chói một chút, nó cũng làm những cái bậc thang bằng bằng đá này, đá với xi măng. Hướng bên này thì nó hơi chói. Leo khá là xa đấy. Ôi, khá là chói mắt. Đi ngược hướng mặt trời các. Kìa, phía dưới nhá. Phía dưới đấy là cái khu trung tâm của thành nhà Mạc. Leo này thể dục rất là tốt. Leo núi đá mà. Mình mới lên đến tầm nửa cái đỉnh núi này thôi. Nhưng mà nhìn xuống dưới rất là đẹp rồi. Đây, đấy, bên dưới nhá, cảnh bên dưới này. Mọi người đi thể dục khá là nhiều. Đấy, lát nữa mình sẽ leo tiếp theo cái đỉnh núi này nhá. Sau đấy cuối cùng là cái đỉnh núi bên kia. Đấy, cái đỉnh núi bên kia kìa. Chỗ tay mình chỉ nhá. Đây. Đấy, phóng to đấy cho mọi người đấy, đấy cái đỉnh núi này. Cuối cùng mình sẽ leo đỉnh núi này. Đỉnh núi này sẽ là cái đỉnh núi nhìn thấy thành phố Lạng Sơn đẹp nhất. Đây này, bên này. Bên này là một loạt những cái đỉnh núi đá nó nhấp nhô. Nhấp nhô lên này rồi. Đỉnh núi đầu tiên mình đặt chân lên. Khá là mệt. Đây này. Bên này có thể nhìn rộng hơn, bao quát hơn. Thành phố Lạng Sơn nhìn bao quát hơn rất là nhiều luôn. Đẹp tuyệt đấy. Ở dưới này, này, phường Tam Thanh này, nhìn khá là rõ. Mình vừa mới trên cái đỉnh núi đầu tiên xuống rồi. Thời tiết nắng quá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xuống leo tiếp cái đỉnh núi thứ hai. Đây này, đây là phía trước. Dưới này một tí nữa là đến cái đỉnh núi thứ hai rồi. Nhá. Đấy, đường đi sang bên kia kìa. Sang bên kia ngắm cảnh thành phố. Ở bên này là cái đỉnh núi tới. Cuối cùng mình sẽ leo. Đấy, cái chỗ đấy có cái biển thành nhà Mạc nhá. Kìa, từ dưới chân nhá, leo lên trên. Leo kia và leo ra chỗ biển thành nhà Mạc. Đây, bên dưới này. Đi xuống dưới này một chút xem có cái gì hay không. Nhá. Đá chót đi leo phải leo một thể luôn. Bây giờ em đang có mặt bên đỉnh núi thứ hai. Ở đây nhìn thẳng xuống bên mé có cái hồ rất là đẹp, cái hồ Phai Loạn mà.
Được chưa? Bên này là bên tỉnh nhá. Sang bên kia là sang bên tỉnh nhá. Chỗ Vicom kìa. Đấy, Vicom cao. Cao nhất rồi đấy. Wow. Mệt quá. Đây, còn một đỉnh núi nữa. Sẽ phải tiếp tục leo. Bây giờ em đang có mặt bên đỉnh núi thứ 2. Ở đây nhìn thẳng xuống. Bên mé có cái hồ rất là đẹp. Cái hồ Phái Loạn mà. Được chưa? Bên này là bên tỉnh nhá. Sang bên kia là sang bên tỉnh nhá. Chỗ Vicom kìa. Đấy, Vicom cao. Cao nhất rồi đấy. Wow. Hiện tại mình đang tiến đến leo lên cái đỉnh núi thứ ba. Nếu mình có đi leo lên hai đỉnh kia rồi, khá là mệt. Cái đỉnh này thì khả năng theo mình nhận định, mình nhìn ý, thì mình thấy nó sẽ đẹp hơn so với hai cái đỉnh vừa rồi mình có leo. Bên mé bên này của cái đỉnh núi thứ ba này này, thì mình có thể nhìn thấy kia là thành nhà Mạc ấy nhá. Bên kia là một cái tường thành nhà Mạc này. Ở dưới này này, đây này. Chỗ này là một cái tường thành nhà Mạc thứ hai này. Bên này mình sẽ nhìn bao quát. Thấy chưa? Xa xa bên kia là đây, một dải này là cái núi Tô Thị này. Đây này. Và đây. Đây mới là cái đỉnh thứ ba này. Bây giờ mình đang đứng ở lưng chừng thôi. Đấy, còn tiếp tục leo lên những cái bậc thang kia một đoạn nữa. À, nó cũng mình thấy chỗ này đẹp quá, mình dừng chân lại, mình quay lại một số cái cảnh xong mình sẽ tiếp tục, mình sẽ leo lên trên. Đây thì hôm nay đang đi thì có gặp một bác cũng đang leo lên cái đỉnh này. Đây rồi, lên những cái bậc thang này nhá, khá là cao đấy. Wow, cuối cùng cũng khám phá xong cái đỉnh núi cuối cùng. Mình nghĩ là cái đỉnh núi này cảnh nhìn xuống sẽ rất là đẹp. Wow, đến rồi, thấy chưa? Đã đến. Đây rồi nhá. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở đỉnh núi cuối cùng. Và bây giờ cái nhìn xuống thành phố Lạng Sơn nó cảm thấy nó rất là rõ nét. Đây này nhá, sai rồi. Rất là rõ luôn. Đây bên kia là cái hồ Phái Loạn. Đây là cái biển thành nhà Mạc nhá. Ở đây thì không nhìn thấy được, nhưng mà ở tầm xa xa em sẽ nhìn thấy. Wow, đây này. Bên kia là bên tỉnh kìa. Bên tỉnh Lạng Sơn, chỗ Vicom ấy. Đấy. Wow, cái đỉnh núi bé bé vừa rồi mình vừa mới leo kìa. Wow, cuối cùng là đến rồi.